Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời. Chẳng hạn như có Mochi, có Song Kiếm và Root Human thì hãy đến shop agroblock.com. Ok, what's up man, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, Phần Đạt Tắc Cờ đây. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình chuẩn bị quay để gửi đến cho mọi người nè, thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn cần nha mọi người. Thì những bạn nào mà xem kênh mình đã lâu rồi á, thì khoảng một tháng về trước mình có là trên kênh mình có quay một cái video là top những bản hack auto mượt nhất trong cái tựa game Love Food ở thời điểm đó mọi người. Thì sau khi mà mình đăng cái video đó lên á, đó là theo mình nhớ không nhầm đó là top 3 những bản hack mà mượt nhất ở thời điểm đó. Thì sau khi mà mình đăng cái video đó lên thì mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ phía mọi người luôn. Và mọi người kêu là anh ơi, anh hãy tiếp tục ra về cái series là làm top những cái bản hack có thể auto mượt nhất ở thời điểm hiện tại đi. Thì hồi sáng này mình có vô tình mình vào cái kênh mình để mình xem lại coi là hiện tại là coi cái video đó cách đây khoảng một tháng trước thì nó có nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía mọi người không. Thì sau khi mà mình xem thì mình cũng khá là ngạc nhiên mọi người ạ. Tại vì cái video đó đó mọi người thì hiện tại là nó đã đạt tới cái cột mốc là hơn 40.000 người xem rồi. Thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn đang mong chờ về cái chủ đề là làm review về những cái bản hack mà theo kiểu là thuộc dạng top những cái bản hack mượt nhất đồ cái thứ. Thì ngày hôm nay để đáp lại lòng của mọi người thì mình sẽ tiến hành mình làm ra về phần 2 nha mọi người. Thì cách đây khoảng một tháng trước thì video đó mình có để là phần 1 với mọi người. Thì đây ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành mình share đến cho mọi người top 3 bản hack có thể nói là mượt nhất và ngon nhất và không cần ghét cay ở mới nhất ở thời điểm hiện tại cho cái tựa game Love Food nha mọi người. Đó thì hiện tại là ngày 8 tháng 3 luôn nha mọi người, 8 tháng 3 năm 2023 và đây là phần 2 nha mọi người. Thì link của những cái show clip mà mình chuẩn bị share đến cho mọi người á là hoàn toàn miễn phí và mình sẽ để link hết ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game nha mọi người, để cho những bạn nào mà muốn sử dụng thì có để sử dụng ha. Đó thì mình sẽ chia ra là top 3, top 2 và top 1 nha mọi người. Thì nói chung á là ba cái bản hack mà ngày hôm nay mình chuẩn bị gửi đến cho mọi người á thì mình đã chọn lọc kỹ lắm rồi mọi người ạ. Mình đã chọn lọc kỹ lắm ở phần 2 rồi thì mình thấy là nó xứng đáng nằm trong top những bản hack mượt nhất, thì bởi vậy là mình mới quay cái video này để mình gửi đến cho mọi người về ba cái bản hack này ha. Thì về sau á là sẽ có rất là nhiều phần đó nha mọi người. Nếu mà mọi người ủng hộ mình làm về cái series gì tiếp theo á thì mọi người cứ để lại dưới phần bình luận thì mình sẽ tiến hành mình tham khảo và mình làm. Còn ngày hôm nay và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình gửi đến cho mọi người top 3 những bản hack mượt nhất trong cái tựa game Love Food ở thời điểm hiện tại ha. Không cần ghét cay nha mọi người, mình nhấn mạnh là không cần ghét cay. Thì trước khi mà vào trong cái chủ đề chính á thì những bạn nào mà chưa like hoặc là chưa đăng ký kênh mình á thì mấy bạn vui lòng dành ra khoảng 1 phút cho mình xin một like cũng như là một đăng ký cũng như là nhấn vào chuông để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Đó là một cái động lực rất là lớn để có thể cho mình làm ra được những video về sau hay hơn. Rồi thì để những bạn nào mà trên điện thoại có thể chạy được những cái sầu clip hack thì mấy bạn vui lòng mấy bạn cài đặt cái clean hack giúp mình. Thì hiện tại là trên điện thoại sẽ có 3 cái clean hack chính là clean flusu, giọt nước và cái data x. Thì trên kênh mình đều có làm hướng dẫn cách cài hết rồi. Những bạn nào chưa biết cách cài thì có thể kéo xuống phần mô tả thì mình sẽ để link hướng dẫn cài bên dưới kèm với là link tải ha. Rồi thì bây giờ thì mời mọi người cùng vào trong cái chủ đề chính thôi nào, và mời mọi người cùng đến với đầu tiên là top 3 nha mọi người. Thì mình sẽ làm theo kiểu là đi xuống ha, là top 3, top 2, top 1 đấy. Và bây giờ mời mọi người cùng đến với ở vị trí top 3 của bản hack ngày hôm nay thôi nào, let's go. Rồi mọi người thì đến với vị trí top 3 của cái bản hack ngày hôm nay thôi nào. Thì ở vị trí top 3 này thì mình đã chọn lọc ra rất là kỹ rồi, và cái bản hack này thì nó sẽ cũng rất là mượt nha mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình chạy cái bản hack này lên cho mọi người xem. Thì coi tới đây là sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là hỏi mình là tại sao không chạy trên điện thoại mà lại chạy trên máy tính. Thì do là mình làm về cái chủ đề là review hack á mọi người và share đến cho mọi người top những bản hack mượt nhất á, thì mình sẽ tiến hành mình chạy trên máy tính cho nó nhanh nha mọi người. Còn chạy trên điện thoại phải thoát ra thoát vào nữa thì nó khá là lâu. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình chạy trên máy tính luôn. Thì những cái bản hack này là nó sẽ hỗ trợ chạy trên máy tính lẫn với lại trên điện thoại luôn nha. Thì bởi vậy mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình dán cái sầu rip ngày hôm nay lên. Thì sầu rip này là ở vị trí top 3 nha mọi người. Đó thì sau khi dán nó xong rồi thì bây giờ mình sẽ chạy cái bản hack cho mọi người xem. Thì ở vị trí top 3 này chúng ta sẽ có một cái bản hack tên là Speak X Hub nha mọi người. Đó Speak Hub X. Thì đây là cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người, và nó xứng đáng nằm ở vị trí top 3 nha mọi người. Cái bản hack này là nó sẽ có hầu như là full tất cả chức năng luôn mọi người ạ. Full tất cả chức năng. Thì do là mình review đến cho mọi người những cái bản hack mà ngon mượt nhất thì bởi vậy là mình chỉ test sơ qua một hai cái chức năng chính thôi nha mọi người. Chính do là cái video này mình làm tới 3 cái bản hack lận, mình không thể nào mà mình test chi tiết cho mọi người. Thì mình sẽ test những cái chức năng chính chẳng hạn như là auto farm level đồ cái thứ để cho mọi người xem là nó có mượt hay không. Rồi, đến với lại ở vị trí top 3 này, đó là một cái bản hack có tên là Speed Hub X. Thì ở cái bản hack này là nó sẽ có những chức năng VIP luôn nha mọi người. Đó nó sẽ có full chức năng VIP, và đặc biệt là khi mà mọi người sử dụng cái bản hack này đã mọi người hack á, mọi người chỉ cần bật cái bản hack lên thôi thì chúng ta sẽ có một cái chức năng chạy nha mọi người.
mọi người thông cảm ha, thì đây bạn này mới vừa đánh mình là chạy đi mọi người ạ. Thì chúng ta sẽ có một cái chức năng chạy, đó là hack speed nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy này, mình chạy rất là nhanh này. Thì cái chức năng này là mặc định là nó đã có trong cái bản hack này rồi ha. Rồi thì tiếp theo là trong bản hack này thì nó sẽ có full tất cả những chức năng, chẳng hạn như là auto farm level, auto farm boss, những chức năng auto farm làm nhiệm vụ để nhận vũ khí VIP này, auto farm ball, random ball rồi thì có hết đó. Thì những chức năng auto farm kiếm rồi thì nó nằm trong đây, có luôn chức năng tự động nâng star rồi cái thứ này. Rồi thì về cái phần combat á, thì trong cái bản hack này thì chúng ta sẽ có luôn cái menu PvP nha mọi người. Menu PvP dùng để cho mọi người có thể đấu với nhau, có ambush skill, ambush ring. Rồi có hương mục để cho mọi người auto ride được cái thứ luôn. Đây auto ride có full nha mọi người, đó auto ride. Rồi teleport dịch chuyển này sang 1 sang 2 được cái thứ. Phần shop, phần ESP. ESP này là để nhìn xuyên này mọi người. Đó ESP này là để nhìn xuyên ha. Đó xem coi là ai gần mình này, gương được cái thứ ra sao. Rồi có random food này, auto random food được cái thứ. Thì cái này á là mọi người bấm vào là sẽ random thôi. Đây mình mới vừa random ra được trái trọng lượng. Đó. Thì nói chung á là về cái bản hack này á là không còn từ gì để tả rồi, do là nó có full tất cả chức năng VIP. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ test thử cái chế độ auto farm level cho mọi người xem, để coi coi là nó có mượt và nó có xứng đáng nằm trong top 3 hay không nha mọi người. Rồi thì ở đây hiện tại thì mình sẽ để mặc định như vậy ha. Còn tích tinh thì mình sẽ để mặc định, rồi sau đó mình vào phần main. Rồi mình chọn weapon này, chọn vũ khí, rồi tích vào auto farm level. Rồi thì sau khi mà tích vào xong thì nó sẽ đưa mọi người tới cái chỗ nhận nhiệm vụ nha mọi người. Đây mọi người đợi một tí thì nó sẽ đưa mọi người tới cái đảo nhận nhiệm vụ để nó tiến hành nó đi farm ha. Rồi mọi người thì hiện tại thì mình cũng đã gần tới được tới cái đảo của mình rồi. Thì do là cái bản hack này á là nó sẽ tự động nhận nhiệm vụ theo kiểu dạng Bluetooth luôn, nó không có cần phải dịch chuyển lại con NPC ha. Thì bởi vậy á là mọi người farm rất là mượt. Đây mình sẽ cho mọi người xem về cái tính năng farm. Đó mọi người thấy không? Farm rất là mượt nha mọi người. Về những cái tính năng mà auto farm á thì mọi người có thể thấy này. Đấy gom quái là đánh rất là mượt ha. Đó. Mọi người có thể thấy là đánh rất là mượt. Rồi thì do là hiện tại là đang có bạn đánh chung với mình đó mọi người, thì bạn nào đang farm mà mình lại mình farm, mình dành mình farm luôn mọi người ạ. Đó. Thì về cái bản hack này á thì mình đã lọc ra hết rồi, thì nó xứng đáng nằm trong ở vị trí top 3 nha mọi người. Thì nói chung á là những cái bản hack mà mình chọn lọc ra trong cái video ngày hôm nay á là máy yếu hoàn toàn có thể sử dụng được hết, thì mọi người cứ yên tâm. Đây thì mình sẽ test lại thêm một lần nữa về cái chức năng auto farm level. Đó mọi người thấy không, farm cực kỳ mượt nha mọi người, rất rất mượt luôn chứ không phải là cực kỳ mượt nữa. Đó thì mọi người có thể thấy là farm này. Đấy mọi người thấy farm không? Đó thì nói chung á là farm nè. Đó thì về cái bản hack này á thì quá là ngon rồi. Thì đó là về trong cái bản hack này mình muốn gửi đến cho mọi người bản hack top 3, nó có tên là Speed Hub X. Và bây giờ mời mọi người cùng đến với vị trí ở top 2 này thôi nào, let's go. Rồi mọi người thì đến với cái vị trí bản hack top 2 trong cái video ngày hôm nay nha mọi người. Thì ở vị trí top 2 này thì chúng ta sẽ cũng có một cái bảng menu hack full tất cả những tính năng VIP luôn nha mọi người. Thì cái bản hack này á là nó cũng không khác gì ở vị trí top 3 cả, nhưng đặc biệt á là nó sẽ mượt nha mọi người, nó vẫn mượt. Thì nói chung là những cái bản hack mà ngày hôm nay trong cái video này mình mang đến cho mọi người là nó đều mượt hết. Và đặc biệt là những cái bản hack này là nó sẽ không có kêu mọi người nhập khay ha. Mọi người chỉ việc dán vào rồi sau đó mọi người nhấn chạy thôi. Đó, mọi người nhấn chạy một phát thôi. Đó thì sau khi mọi người nhấn chạy xong thì mọi người đợi khoảng chừng là vài giây thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng menu hack nha mọi người. Rồi thì đây là cái bảng hack mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người ở vị trí top 2. Thì nói chung á là bảng hack này có tên là Atomic Hub nha mọi người, và đây là cái bảng hack mới nhất dành cho cái tựa game Lock Food luôn. Thì nói chung á là những cái bảng hack này á là khi mà mọi người mở lên là chúng ta đều có một cái chế độ, đó là chế độ hack speed nha mọi người, chạy cực kỳ nhanh luôn. Đó thì những cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người trong cái video này thì mình đã chọn lọc ra hết rồi. Thì bởi vậy á là nó sẽ hỗ trợ cho người chạy full nền tảng nha, từ điện thoại với lại trên máy tính, và đặc biệt là nó sẽ rất là mượt luôn, có thể bật tắt được luôn nha mọi người. Đó rồi thì ở vị trí top 2 này thì chúng ta sẽ có cái bản hack tên là Atomic Hub, và ở bản hack này thì nó cũng tương tự với là cái bản hack Big Hub X ở đợt trước thôi. Thì nó cũng có là full tất cả những chức năng chính, chẳng hạn như là chức năng auto farm level này, auto farm boss này. Rồi những chức năng cho mọi người đi làm nhiệm vụ, mọi người farm kiếm được cái thứ thì nó sẽ nằm bên dưới này. Auto Legendary, Alex Hunter được cái thứ. Đây có luôn chức năng là auto hợp tài nguyên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là phần auto ride này. Đâu rồi nhỉ? Auto ride. Đây Dunger nha mọi người, auto ride. Rồi phần bounty này là dùng để cho mọi người đấu PvP, chẳng hạn như là ambush skill, ambush ring, để cho mọi người đi đấu với nhau trong block food. Đó, có luôn chức năng David food để cho mọi người auto random food này. Thì nói chung là những bản hack này thì đều có những chức năng thôi. Đây. Đó auto random food thì do là mình mới vừa random ra hồi nãy rồi, thì bởi vậy là mình random ra không được nữa. Có phần shop cho mọi người này, phần world để cho mọi người dịch chuyển được cái thứ. Thì ESP thì nó cũng y chang cái speed hub x thôi, thì nó cũng sẽ nhìn xuyên được nha mọi người. Đó, nó sẽ nhìn xuyên được, chat đồ thì nó sẽ hiện ra hết luôn. Đó thì nói chung là về cái tính năng thì nó cũng tương tự nhau, nhưng về cái độ mượt thì nó cũng hơn nha mọi người. Độ mượt thì ở cái bản hack này mình thấy nó mượt hơn, bởi vậy là mình cho nó ở top 2 ha. Đó rồi thì bây giờ thì mình sẽ test cái chức năng auto farm level cho mọi người xem. Để auto farm level thì mọi người vào phần main, rồi mọi người rút xuống
Đây thì hiện tại là mọi người hãy thấy là Quad Attack này thì mình đang bật chế độ là Mobi với lại PC. Đó, thì cái này thì mình đẩy mặc định ha. Bằng mặc định là nó đã bật ba cái đầu tiên rồi thì mình cứ đẩy đó thôi. Rồi đẩy xong rồi thì mình chọn cái này để mình chọn vũ khí. Nghĩa đây là có đây mình chọn Setman GT. Rồi mình tích vào Auto Farm. Nó cũng sẽ tự động nhận nhiệm vụ và tự động đi đánh nha mọi người. Đó mọi người thấy mượt không? Mượt cực nha. Đấy, những cái bản hack mà mình mang cho mọi người là nó đều mượt nha mọi người. Đó mọi người thấy mượt không? Mượt cực luôn. Và gom quái đồ thì đánh rất là mượt. Đó, trên máy tính thì mượt là không nói rồi, và mình đảm bảo với mọi người là trên điện thoại nó sẽ rất là mượt nha mọi người. Tại vì là những cái bản hack này là mình đều làm video review chi tiết trên điện thoại hết rồi, bởi vậy mình biết. Đó. Rồi thì bây giờ mọi người đợi nè ha. Sau khi đánh quái xong rồi thì nó sẽ tiến hành nó đợi, đợi khi nào quái ra tiếp thì nó đi farm tiếp. Thì những cái bản hack này là nó sẽ giúp cho mọi người có thể là farm level một cách nhanh hơn. Đó, giúp cho máy của mọi người mượt hơn này, farm level nhanh hơn đấy, ạc của mọi người lên lên level nó nhanh ha mọi người. Đó. Thì đây là ở vị trí top 2 ha. Đó, đi ride được cái thứ thì nó full luôn. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người đến với lại cái vị trí top 1 nha mọi người. Thì ở vị trí top 1 này mình nghĩ là cái bản hack này nó sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Thì nó cũng khá là mượt, thì bởi vậy là mình mới dám để ở vị trí top 1 nha mọi người. Và ở sẵn ở đây mình mong là qua cái video này thì mọi người có được những cái bản hack mượt hơn để có thể treo cho cái ạc của mọi người ha. Rồi và bây giờ mời mọi người cùng đến với vị trí top, cùng đến với vị trí top 1 thôi nào. Let's go. Rồi mọi người ơi, thì đến với lại cái vị trí top 1 trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bản hack full chức năng VIP và đặc biệt là cực kỳ mượt nha mọi người. Thì nó chắc chắn là nó sẽ xứng đáng ở vị trí top 1 nha mọi người. Tại vì là ba cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người là mình đều chọn lọc ra hết rồi. Thì bởi vậy là mọi người cứ yên tâm đi. Thì cái bản hack ở vị trí top 1 này là nó sẽ VIP nhất trong ba cái bản hack mà mình vừa review nha mọi người. Rồi thì ở vị trí top 1 này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy cái bản hack này lên cho mọi người xem ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình chạy cái bản hack này lên nha mọi người. Đây thì cái script ở vị trí top 1 của chúng ta nó sẽ là cái script này nha mọi người. Rồi thì sau khi mà dán vào rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy cái bản script hack này lên cho mọi người xem. Đó, mọi người nhấn chạy một phát thôi thì mọi người đợi khoảng chừng là vài giây thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bản menu hack nha mọi người. Đây, đây là cái bản menu hack mà ngày hôm nay nó xứng đáng nằm trong ở vị trí top 1 nhất nha mọi người. Thì nói chung là những cái bản hack này là mình đã chọn lọc ra hết rồi, thì bởi vậy mọi người cứ yên tâm mà sử dụng, đặc biệt là những bạn máy yếu thì mấy bạn có vô tư có thể sử dụng được những cái bản hack này nha. Do là mình đã chọn lọc hết rồi thì mọi người cứ yên tâm đi, không có bị ban cũng như là không có bị kích hay gì đâu mọi người. Đó, thì ở vị trí bản hack này thì khi mà mọi người mở cái bản hack lên đó thì chúng ta sẽ có luôn cái chức năng hack chạy y chang những cái bản hack ở trước nha mọi người. Thì ở vị trí top 2 với lại vị trí top 3 thì hai cái bản hack đó thì khi mà mọi người mở lên nó cũng sẽ có cái chức năng đó là chạy nhanh. Còn ở cái bản hack này thì nó cũng tương tự như mọi người, thì nó chắc chắn nó sẽ có cái chức năng là chạy nhanh để cho mọi người có thể chạy rồi. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có luôn một cái chức năng đó là những cái chức năng VIP. Đấy, những cái chức năng VIP nè mọi người thấy không? Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình review sơ về cái bản hack ở vị trí top 1 cho mọi người xem. Thì nó cũng có hầu như là full tất cả những tính năng VIP mới nhất ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Đây, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có phần home này. Phần home này là để hiển thị những cái thông tin về cái nhân vật của mọi người. Đó. Tiếp theo tới phần main. Rồi thì trong phần main này thì nó sẽ có những cái chức năng hack, chẳng hạn như là auto farm level này, auto farm boss này. Rồi vuốt xuống thì chúng ta sẽ có một cái bảng menu bổ trợ nha mọi người. Đây, bổ trợ sắp tin. Đó là ring mode này, gom quái này, auto haki này, ring mode auto này, fast attack này, là very fast attack. Rất là nhiều chức năng cho mọi người có thể lựa chọn mà mọi người sử dụng để mọi người cài đặt cho mọi người. Đó, wide scan trắng màn hình được cái thứ. Rồi phần item là chúng ta sẽ có những cái chức năng chẳng hạn như là auto farm làm nhiệm vụ để nhận vũ khí VIP nha mọi người. Có luôn chức năng là auto hợp tài nguyên được cái thứ này. Rồi chuốt xuống thì chúng ta sẽ có là auto đua katana này, body sword này, rồi Elite Hunter đồ cái thứ. Thì những cái chức năng này là dành để cho mọi người đi làm nhiệm vụ để mọi người nhận kiếm hay nhận vũ khí, auto Gengoku đồ cái thứ, Yame nè. Đó mọi người thấy không, full luôn. Nói chung á là cái bản hack top 1 này là nó không còn gì để bàn cãi rồi mọi người ạ. Thì nó vừa không cần SK nè, vừa full chức năng VIP và đặc biệt là vừa mượt và hoàn toàn miễn phí. Đó, có luôn chức năng Duray V4 cho mọi người nè. Đấy, full chức năng Duray V4 luôn. Rồi Valentine event. Thì cái Valentine event này là cái sự kiện vừa rồi á mọi người. Thì hiện tại là cái tự game Lockwood này nó đã update là không còn cái sự kiện nó nữa rồi ha. Đó, thì về sau thì mình nghĩ là tính năng Valentine event này sẽ được lược bỏ đi. Rồi, chức năng Star này tự động nâng chỉ số này. Combat là dành để cho mọi người đi đánh PvP trong server ha. Mọi người muốn đánh dài thì mọi người chọn, rồi mọi người đi đấu PvP. Có Ambush Skill, Ambush King được cái thứ luôn. Rồi, phần Dunger thì cái này là dành để đi ride ha mọi người. Đó, phần Dunger này thì dành để đi ride. Đó, Teleport là dành để dịch chuyển. Thì ở đây chúng ta sẽ có là dịch chuyển sau 1, sau 2, sau 3, sau best này. Và dịch chuyển full đảo nha mọi người. Đó, sẽ lấy Island để cho mọi người chọn đảo. Rồi, phần shop. Phần shop thì chúng ta sẽ có bán những cái vũ khí, những cái vật phẩm, những cái kiếm, những cái súng ha. Nó đều trong đây hết. Đấy, mọi người muốn mua cái gì mua. Rồi, FB.
Thì tương tự với là những cái bài hát trước, ESP chúng ta sẽ nhìn xuyên tường ha. Đây ESP player là nhìn xuyên người chơi, ESP chat là hiển thị thông tin gương nè. Đó, thì những cái bản hát mà ngày hôm nay mình may đến cho mọi người á là nó đều sử dụng được cho điện thoại lẫn trên máy tính nha mọi người, thì bởi vậy mọi người cứ vô tư đi. Đó, ESP food là hiển thị thông tin trái, thì do xung quanh mình chưa có cái trái nào nha mọi người. Rồi có phần đây food nè, đây auto random food ha, tự động random giá quỷ cho những bạn nào mà muốn nó tự động random thì mọi người tích vào, thì mỗi 2 tiếng á là nó sẽ random một lần. Đó, chẳng hạn như vậy. Đây mình mới vừa random ra được trái trọng lượng nè. Đó mọi người thấy không? Trái trọng lực mọi người ạ. Đấy, mới vừa random ra được trái trọng lực này, rất là đẹp ha. Rồi lưu trữ nè. Đấy. Đây đây đây, mình sẽ cho mọi người xem trái nó đâu rồi. Trái đây mọi người thấy không? Đó, random ra phát được trái VIP luôn, được trái trọng lực luôn, đỉnh cao cho mọi người, quá đỉnh cao luôn. Rồi, thì Open Demis Shop là cái này là dành để mua những cái trái mà admin sale ha. Đó. Thì nói chung mới là bản hát của chúng ta sẽ có full tất cả chức năng ha. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test thử cái chức năng Auto Farm Level. Auto Farm Level thì mọi người vào phần main, rồi mọi người vuốt lên đầu ha. Rồi, select tool để mọi người chọn vũ khí. Rồi chọn xong rồi thì mọi người tích vào Auto Farm Level thôi. Đấy, là nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh nè. Đó mọi người thấy không? Đánh mượt không? Mượt cực luôn mọi người. Đấy, mượt quá thì mượt luôn, mượt dày mà mọi người bảo không mượt là mình cũng chịu luôn. Đấy, giờ chức năng Auto Farm Level thì mọi người cứ yên tâm ha. Đó, mọi người thấy nó đánh nè. Đánh cực mượt nha mọi người. Thì do cái tiếng nó lớn quá thì mình phải đi ra xa tí mọi người ạ. Đó, tiếng nó lớn quá thì mình phải đi ra xa tí. Thì nói chung á là về cái bản hát top 1 này á thì mọi người không còn gì để bàn cãi rồi. Thì những cái bản hát này là mình đã chọn lựa hết rồi thì mình mới ship cho nó theo kiểu là một cách ok nhất. Thì top 3, top 2 và top 1. Thì trong ba cái bản hát này thì mình thấy là mình thích nhất là cái bản top 1 nha mọi người. Tại vì cái bản top 1 á là nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác trải nghiệm cực kỳ mượt và đánh cực kỳ nhanh nha. Đó, mọi người thấy này. Đánh rất là nhanh luôn. Đấy, và một lần nó đánh á là phải đánh một con luôn mọi người. Ui trời ơi, mình phải đứng ra xa mọi người ạ. Tại vì cái mình đang quay trên máy tính á thì bởi vì nó hơi ồn một tí. Đó, mọi người thấy là đánh rất là mượt, mượt cực luôn. Thì những bạn nào mà sử dụng cái này mà bảo không mượt thì mình cũng chịu luôn á. Trời ơi, những cái bản hát mà mình review đến cho mọi người là mượt nhất có thể rồi. Đó, thì nói chung là về những cái bản hát VIP thì mình đã share đến cho mọi người trong cái phần 2 này rồi. Thì về sau nếu mà mọi người ủng hộ cái series này thì mình sẽ làm phần 3 và phần 4, phần 5 là cái thứ ha. Rồi, thì đó là những gì mà trong cái video này mình muốn mang đến cho mọi người. Thì mình mong là qua cái video này thì những bạn nào mà máy yếu có thể tìm ra được cái bản hát phù hợp cho máy của mọi người ha. Đó, thì những cái bản hát ngày hôm nay mình share đến cho mọi người là không có cần phải gách cây, cũng như là không có cần phải theo kiểu là mua hay cái gì hết, nó hoàn toàn miễn phí. Rồi, thì chúc cho mọi người có được thật là nhiều bản hát để có thể cài cho cái app của mọi người ha. Và bây giờ thì mong mọi người, những bạn nào mà chưa like và subscribe thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Nhớ nhấn theo cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và bye bye, và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.